On Sunday, October 13, 2019, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, Ngài Thanh Hải, Vô Thượng Sư kính yêu đã dành thời gian quý báu trong đợt tứ quan gần đây của Ngài để trò chuyện với các đồng tu Quán Âm tại miền đất mới ở Đài Loan, còn được biết là Formosa, để chúc mừng tin vui từ Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Chúng ta có một tin vui. Liên Hiệp Quốc và tất cả quốc gia trên thế giới đã ký nghị định cắt giảm lượng thịt. Điều này hiện đã được hợp thức hóa. Hy vọng họ tiến xa hơn, trở thành không còn dùng thịt nữa, không phải giảm bớt, mà là không dùng thịt nữa, không dùng chút thịt nào hết. Đó là lý do tôi đến để ăn mừng cùng quý vị. Và tôi muốn cảm ơn quý vị, tất cả quý vị, bất cứ gì quý vị làm, thậm chí chỉ một chút thôi, cũng góp phần vào kết quả này. Và chúng ta rất vui, vui, vui. Có thể sẽ mất vài tuần nữa, hoặc có lẽ vài tháng nữa, nhưng sẽ tới đó. Đang tới đó. Tôi rất vui vì điều này. Vì vậy, tôi cố gắng bế quan thêm nhiều hơn nữa, thậm chí chỉ vài ngày. Tôi thật sự biết ơn Liên Hiệp Quốc và tất cả các nhà lãnh đạo của mọi quốc gia về quyết định sáng suốt của họ. Và chúng ta cầu nguyện rằng họ sẽ luôn anh minh thực hiện những gì mà họ đã soạn thảo và ký kết. Cảm ơn Liên Hiệp Quốc và tất cả quốc gia. Thượng Đế ban phước cho quý vị mãi mãi và chúng tôi thương quý vị. Dạ. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người ăn thuần chay ngoài kia. Tất cả mọi người, tất cả các nhóm, tất cả các tổ chức, tất cả các chính phủ, bất cứ ai từng khuyến khích lối sống thuần chay từ bi để cứu thế giới của chúng ta, cho chúng ta và cho thế hệ mai sau. Dù chỉ là trong tâm, quý vị mong muốn thế giới trở thành thuần chay và tất cả các chính phủ thông qua ban hành luật hoặc sẽ đưa ra luật để công dân theo lối sống thuần chay, lành mạnh. Tôi cảm ơn tất cả quý vị. Mong quý vị tiếp tục những hành động cao cả này để cứu thế giới của chúng ta và địa cầu cho các thế hệ mai sau. Nguyện cầu Thượng Đế ban phước cho quý vị mãi mãi. Sư phụ An Cần đã chia sẻ một số thông tin tuyệt diệu trên thang điểm 100%. Nếu thế giới chuyển sang thuần chay, với toàn bộ kết quả từ những bước mà chúng ta thực hiện tính đến nay, 62% là từ nỗ lực của truyền hình Vô Thượng Sư và từ quý vị, tất cả đồng tu, 9%. Sư phụ cũng thương yêu dành thời gian để giải thích cho các học viên chúng tôi về pháp tu dân hiến Bhakti Yoga. Ở Ấn Độ, chúng ta có nhiều phương pháp tu hành, và một trong số đó gọi là Bhakti Yoga. Bhakti có nghĩa là dâng hiến. Quý vị dâng mình cho Thượng Đế. Quý vị không nhìn thấy Ngài, nhưng hết lòng hiến dâng cả cuộc đời mình cho Ngài, như các vị tăng ni đó, cũng được xem là thuộc Bhakti Yoga. Tất cả các tăng ni trên thế giới, cho dù họ thuộc Công giáo hay Phật giáo, hay Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, Sikh giáo, những đạo giáo này thật ra đều thuộc Bhakti Yoga, bởi vì họ cống hiến thời gian và cuộc đời của mình để phụng sự Thượng Đế, và chỉ nghĩ đến Thượng Đế, chỉ thờ phượng Thượng Đế, cho dù họ có nhìn thấy hay không, có cảm nhận thấy hay không. Thật ra pháp môn Quán Âm cũng bao gồm cả Bhakti Yoga, bởi vì chúng ta hết lòng tập trung vào ánh sáng thiên đàng nội tại và âm thanh thiên đàng nội tại. Việc này dễ hơn là không tập trung vào điều gì cả, hoặc là chỉ tưởng tượng về một Thượng Đế mà chúng ta không nhìn thấy,
hoặc tưởng tượng rằng chúng ta là ánh sáng Thiên đàng nội tại và chúng ta là thần thánh nhưng chúng ta không thấy gì cả. Ánh sáng Thiên đàng nội tại và âm thanh Thiên đàng nội tại chưa phải là tối thượng, nhưng đó là thứ để quý vị tập trung vào, để quý vị có thể đi vào trạng thái nhập định một cách dễ dàng. Và ánh sáng Thiên đàng nội tại cũng giúp quý vị dễ tập trung hơn. Bất kỳ hình thức chú tâm hoàn toàn nào, ít nhiều cũng sẽ mang lại kết quả cho quý vị về sức khỏe, tâm linh, tinh thần và cả thể chất nữa. Vì vậy, như đôi khi quý vị bị đau đầu dữ dội, quý vị chỉ cần làm quán âm ngay và cơn đau đầu liền biến mất. Phải vậy không? Dạ phải. Phải. Ta nói quý vị hay. Không gì khác có thể chữa lành quý vị nhanh như thế. Chúng ta không tu pháp môn âm để chữa đau đầu. Nhưng điều tôi muốn nói, đó chính là chân ngã chăm sóc cho chân ngã. Ngay cả khi quý vị có thú cưng, chó, và quý vị thương yêu họ rất nhiều, chú tâm đến họ rất nhiều, tập trung hoàn toàn, thì quý vị cũng sẽ cảm thấy dễ chịu. Chính vì vậy mà nhiều người, khi họ có thú cưng, họ ít bị bệnh, bớt trầm cảm, bớt đi nhiều vấn đề. Còn nữa, thú cưng mà quý vị thương âm thầm phát ra một loại bước sống giúp thần tâm vui khỏe, một loại phước lành, một loại niềm vui từ chính họ. Vì vậy, đôi khi quý vị nhìn thấy bạn chó của mình không làm gì cả, chú chó chỉ nằm đó ngủ, nhưng quý vị cảm nhận rất nhiều tình thương từ bạn chó, và rồi quý vị cũng muốn yêu thương bạn ấy, và tình thương cũng chữa lành quý vị. Bởi vì lúc đó, quý vị chỉ nhìn thấy bạn chó, quý vị không thấy gì khác, không biết điều gì khác, không nhớ bất cứ điều gì khác, và đó cũng là Bhakti Yoga. Bởi vì khi quý vị chú tâm hoàn toàn vào điều gì đó, hoặc một chủ đề nào đó, hoặc vào Thượng Đế hay Thánh Thần, vào bạn chó, lúc đó, quý vị thật sự tách biệt khỏi thế giới, lãng quên mọi vấn đề của nó. Nhờ đó, quý vị cảm thấy an bình. Và đó là tác dụng của Bhakti Yoga. Sau bài thuyết giảng, sư phụ mời nhân viên truyền hình vô thượng sư, một số nhân viên ở miền đất mới và vài đồng tu lâu năm cùng dự bữa tối đặc biệt với ngài. Hôm nay chúng ta ăn mừng việc Liên Hiệp Quốc và các chính phủ trên thế giới chấp thuận ký kết và đóng dấu cho kế hoạch cắt giảm tiêu thụ thịt, và chúng ta cầu nguyện rằng sớm không còn thịt nữa. Điều đó sẽ thành hiện thực. Thế giới thuần chay sẽ biến thành. Và chúng ta cảm ơn tất cả các vị thần, thánh nhân và các bậc hiền nhân đã tạo nên thế giới bằng sự hy sinh và tình thương của các ngài, một thế giới tốt đẹp hơn, và giúp chúng ta cũng trở nên tốt đẹp hơn nhờ giáo lý và lực lượng của các ngài để lại cho chúng ta. Tất cả hiền nhân trong quá khứ và hiện tại chính là nhờ các ngài, và chúng sinh thiên đàng cũng vậy, họ cũng giúp chúng ta trở thành người tốt hơn. Vì vậy, để đền đáp, chúng ta nên đền đáp bằng cách cũng làm vậy với những người khác. Chúng ta giúp người khác trở nên tốt hơn bằng cách làm việc của mình, lan truyền sự thiện lành vốn có trong tâm con người, đánh thức tình thương của họ, lòng từ bi của họ, nhân tánh thật sự của họ. Bởi vì các thánh nhân, hiền nhân, các vị thần đã giúp chúng ta trở nên tốt hơn, nên chúng ta thật sự có bổn phận giúp những người khác trở nên tốt hơn. Vậy nên không phải là quý vị đang làm một ân huệ cho tôi, hay thậm chí cho thế giới, mà đó thật sự là một nghĩa vụ, theo một cách nào đó. Chúng ta đền đáp bằng cách giúp người khác. Chúng ta đã được nuôi dưỡng và trưởng thành cao lớn và thông minh như vậy. Và chúng ta có thể làm gì khác để đền đáp? Đây là cách tốt nhất. Tôi thích tất cả các chương trình trên truyền hình vô thượng sư. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi xem tất cả. Chương trình rất giàu tính giáo dục. Tôi cũng học hỏi điều gì đó từ đài. Tôi biết đi đâu để tìm những thông tin khoa học và tâm linh như những gì chúng ta chiếu trên đài. Tôi biết tìm ở đâu một em nhỏ biết đọc bằng ngón tay. Tôi kiếm đâu ra thời giờ để nghiên cứu về tất cả những điều này? Nhưng các anh chị em của chúng ta, họ đã nghiên cứu giùm chúng ta, và chúng ta luôn trình chiếu những tiết mục xuất sắc, rất có tính giáo dục, rất thăng hoa. Đúng vậy, thật sự thăng hoa. Bởi vì quý vị biết, mỗi từ ít nhiều đều có lực lượng, và tất cả chương trình của chúng ta đều mang tính khẳng định, nên tất cả từ ngữ khẳng định này đều có lực lượng riêng, rất thăng hoa.
Kính thưa Sư Phụ vô vàn từ ái, chúng con xin bày tỏ lòng tri ân nồng ấm và chân thành nhất trước tình thương tối thượng và sự dẫn dắt của Ngài, giúp đưa địa cầu hướng tới một thế giới thuần chay trong ánh sáng rực rỡ thiêng liêng. Cầu chúc Sư Phụ mãi mạnh khỏe, tráng kiện và được bảo hộ bởi các thiên đàng hùng mạnh. The joy, mountains rise, mountains fall. You have nothing more to prove. You have climbed them all. Now you're here. May you stay and share the joy.